Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip mới này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một lô hoành phi gỗ gụ. Một lô hoành phi gỗ gụ này được chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay 100%. Quý vị đang chiêm ngưỡng này. Bức hoành phi này là toàn bộ ván chúng tôi làm dày 2 phân và kích thước là kích thước phổ thông, dài 1m97 và rộng là rộng 67. Trong lòng ván dày 2 phân được chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, có xen kẽ là Tùng Cúc Trúc Mai, và phần phía dưới là chúng tôi đã dịch phụ đề rồi để cho quý vị hiểu được nghĩa của chữ nho. Và xung quanh phần ván là chúng tôi chạy chữ công. Toàn bộ phần khung thì chúng tôi chạy gấm hoa chanh, đục hoa hồng và long hóa, bên trên là chúng tôi đục cuốn thư như quý vị đang xem đây, ba chữ Đức Lưu Quang. Và kích thước là dài 1m97 nhân với rộng 67. Trong các clip trước thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều những mẫu hoành phi rồi, hoành phi lồng cuốn thư hay là hoành phi nền trơn không chặt gấm. Trong clip này là chúng tôi giới thiệu tới quý vị bức hoành phi nền chặt gấm chữ thập. Còn phần khung là chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Chúng tôi bán buôn bán lẻ toàn quốc. Thì quý vị nào muốn sở hữu những bức hoành phi như này để phòng thờ gia tiên thì quý vị hãy liên hệ theo hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng được đây. Những bức hoành phi chúng tôi đang dựng đứng vừa với lắp khung xong. Thì có người lại thích ba chữ là Phụng Tổ Đường và Phụng Gia Tiên hay là Phúc Mãn Đường, nhưng phổ thông nhất vẫn là ba chữ Đức Lưu Quang. Quý vị hãy liên hệ tới 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.